Cuồng phong Yagi tàn phá tất cả, nhưng tình người giữa tâm bão vẫn vẹn nguyên. Khi cơn bão số 3 Yagi ập vào Hà Nội, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, một điều không thể bị tàn phá trong cơn cuồng phong khủng khiếp ấy chính là tình người. Giữa lòng bão tố, hình ảnh cảm động về sự sẻ chia, đoàn kết của người dân đã khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc giá trị của lòng nhân ái và tinh thần đồng bào. Khi bão số 3 tiến vào Hà Nội, sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, giật cấp 12 đã tàn phá nhiều tuyến phố và làm gãy đổ hàng nghìn cây xanh. Trên cầu Nhật Tân, nơi gió bão hoành hành dữ dội, một hàng ô tô nối đuôi nhau chậm chậm, tạo thành một bức tường sóng bảo vệ những người đi xe máy khỏi gió mạnh. Những tài xế không quen biết nhau nhưng đã cùng nhau đứng ra làm điều thiện nguyện, che chắn cho người khác trong tình huống khẩn cấp. Đây không phải là một hành động đơn lẻ. Trong cơn hoạn nạn, nhiều người đã không quản ngại hiểm nguy, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh. Một gia đình ở Hà Nội đã mở cửa đón tiếp hàng chục người lỡ đường vào nhà mình, trong khi một chiếc ô tô dừng lại mời một người bị gió cuốn vào bên trong, mặc dù hai người chưa từng gặp nhau trước đó. Những hành động này không chỉ làm ấm lòng những người đang gặp khó khăn, mà còn làm sáng lên tinh thần đoàn kết, tình người giữa bão tố. Vào ngày 7 tháng 9, khi cơn bão chưa chính thức đổ bộ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ Hà Nội và các khu vực bị ảnh hưởng. Đây là một động thái thể hiện rõ sự sẻ chia và đồng cảm, làm nổi bật sự kết nối giữa các vùng miền trong lúc hoạn nạn. Mạng xã hội cũng nhanh chóng lan tỏa những lời động viên và chia sẻ từ khắp nơi. Các bài viết bình luận như "Cầu mong mọi người bình an", "Hãy vững vàng, chúng tôi luôn đứng bên các bạn" và "Thương quá bạn bè ơi, mong an lành đến với mọi người" đã được đăng tải rộng rãi. Nhiều bạn trẻ đã lên mạng kêu gọi đóng góp để hỗ trợ những người bị thiệt hại do bão, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm cộng đồng trong thời điểm khó khăn. Những ngày qua, lòng người lặng yên dõi theo từng diễn biến của cơn bão, nhưng cũng không khỏi thổn thức và lo lắng cho đồng bào. Tinh thần đoàn kết của người dân, vốn được nuôi dưỡng qua chiều dài lịch sử và văn hóa, đã thực sự tỏa sáng trong những ngày bão tố. Dải đất hình chữ S đã chứng kiến bao phong ba, nghịch cảnh, từ thiên nhiên khắc nghiệt đến những thử thách trong đời sống. Dù thiên nhiên có thể phẫn nộ, nhưng tình người nương tựa và nghĩa đồng bào đã giúp mọi người vượt qua gian nan, cùng nhau xây dựng lại tương lai. Điều này không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là phần văn hóa sâu dày của người Việt. Trải qua nhiều thế kỷ, những giá trị như lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia đã trở thành những trầm tích văn hóa quý giá. Câu nói trăm trứng nở trăm con không chỉ là một bài học đầu đời, mà còn phản ánh sâu sắc tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa những người cùng một mẹ, cùng một quê hương. Những hình ảnh về sự sẻ chia, tình người trong cơn bão số 3 đã làm nổi bật một giá trị quan trọng hơn bất kỳ thiệt hại vật chất nào, tình đoàn kết và lòng nhân ái. Giữa cơn bão, khi thiên nhiên tàn phá mọi thứ, chính tình người đã làm sáng lên những tia sáng hy vọng và ấm áp. Đây không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần cộng đồng, mà còn là một di sản văn hóa quý báu mà người Việt Nam đã gìn giữ qua bao thế hệ. Nhìn lại, chúng ta không chỉ thấy được sự tàn phá của cơn bão, mà còn thấy rõ sự kiên cường, đoàn kết và tinh thần đồng bào trong những lúc khó khăn nhất. Điều này sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là bài học quý giá cho tất cả chúng ta trong việc xây dựng một xã hội vững mạnh, đầy tình thương và sẻ chia. Bão Yagi làm một người chết, 3 người bị thương, 2.500 cây đổ, 17 trạm bơm mất điện tại Hà Nội. Theo báo tin tức tối 7 tháng 9, theo báo cáo số 149 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, các quận huyện đã di dời hoàn toàn các hộ dân sinh sống tại những khu vực không an toàn đến khu vực an toàn. Liên quan đến thiệt hại về người, Hà Nội có một người thiệt mạng do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, nạn nhân tên là Cáp Minh Công, giới tính nam, sinh năm 2002, quê Hưng Yên. Có 3 người bị thương ở quận Ba Đình đã được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại về tài sản có tổng 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão. Thành phố không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành, mưa lớn làm cho 47 hecta diện tích lúa, 26,5 hecta rau màu bị ngập, 6.144,5 hecta lúa, 15,93 hecta rau màu bị đổ, 2,2 hecta cây ăn quả bị thiệt hại. Bên cạnh đó đã có khoảng 2.500 cây xanh bị đổ, 5 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn. Ngoài ra có 17 trạm bơm tại các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng mất điện đang được khắc phục. Hiện mực nước các hồ chứa nước chính trên địa bàn thành phố đang ở mức cao, nhiều hồ vượt ngưỡng tràn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và ảnh hưởng sau bão. Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội,
tập trung khắc phục các sự cố điện, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ nhân dân, đặc biệt đối với các trạm bơm tiêu thoát nước. Bão số 3 khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nghĩ bão đã đi qua. Báo tin tức cho biết, theo ý kiến của một số chuyên gia ngành khí tượng thủy văn, gió đổi chiều là khi tâm bão dần đi qua. Nhưng vì bán kính bão rộng, nên để đi hết bán kính cần quãng thời gian dài. Sáng ngày 8 tháng 9, bão mới giảm gió vì hoàn lưu của bão rất rộng và còn nhiều lớp đĩa mây xa tâm bão, nên thi thoảng sẽ tạo ra các cơn dông lốc cục bộ. Vì vậy, chuyên gia này khuyến cáo, mọi người đừng chủ quan nghĩ bão đã đi qua, Hà Nội không còn nguy hiểm nữa. Báo cáo từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến 23 giờ ngày 7 tháng 9, trên địa bàn Hà Nội có 2.215 cây đổ và gãy cành, trong đó có 1.617 cây đổ, 598 cây gãy cành. Cụ thể, địa bàn thành phố quản lý theo phân cấp có 1.603 cây đổ, 583 cây gãy cành. Địa bàn quận quản lý, theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, có 14 cây đổ, 15 cây gãy cành. Số cây đổ tập trung chủ yếu ở các quận, huyện Hoàng Mai 327 cây, Hà Đông 128 cây, Hai Bà Trưng 58 cây, Hoàng Kiếm 70 cây, Ba Đình 38 cây, Đống Đa 45 cây, Cầu Giấy 57 cây, Thanh Xuân 38 cây, Long Biên 75 cây, Đại lộ Thăng Long 220 cây, Thanh Trì 84 cây, đường Võ Chí Công – Võ Nguyên Giáp 41 cây, Đan Phượng 64 cây, Phúc Thọ 43 cây. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội đã và đang tập trung xử lý giải tỏa các trường hợp cây xanh đổ gãy cành đã phát hiện, đồng thời tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp cây đổ gãy cành phát sinh khác. Bão Yagi đổ bộ vào thủ đô Hà Nội, quần thảo khắp phố phường, xã thôn, khiến nhiều nhà tốc mái, hàng ngàn cây xanh đổ gãy cành, hàng chục xe máy và ô tô bị hư hỏng, gần 300 bức tường bao bị đổ, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước. Ngay trong đêm 7 tháng 9, lực lượng chức năng các quận huyện đã tiến hành dọn dẹp hiện trường các cây xanh bị gãy đổ. Đặc biệt, cùng với các cấp các ngành, Hà Nội huy động tối đa nhân lực vật lực, gồng mình chống cơn bão nguy hiểm, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Người dân vẫn cần thận trọng khi ra đường vì Hà Nội đang có mưa kéo dài do hoàn lưu sau bão, nhất là khi đi qua các nơi cây đổ chưa kịp dọn, nguy cơ còn vướng theo dây điện trong cành lá. Ngay trong đêm 7 tháng 9, lực lượng chức năng các quận huyện đã tiến hành dọn dẹp hiện trường các cây xanh bị gãy, đổ.